Xin thầy cho con hỏi hai câu ạ. Có người mấy người trên bạn mạng mà khi mà anh Đào Văn Tổng mất á, thì có một số người hỏi tại sao mà người tu Phật gia, thiền gia mà khi mất tai nạn vậy thì như vậy có về được Phật giới hay không ạ? Do cái công đức của người đó, chứ là thiền gia, Phật gia không thành đệ đề, nhưng mà công đức người đó, cái Phật tử cũng được. Nhưng mà đa số mà được truyền thiền rồi người ta dặn dò mình mới nhớ. Trước khi đi chết á, đi vào một giấc ngủ, sau đó thức dậy, mình có hiểu con đường đi không? Thức dậy là bây giờ, rồi thấy ai dẫn đi đâu mình cũng đi theo đó, là mình chắc chắn đi luân hồi. Bởi vậy nó khổ nhất là cái hộ niệm đó. Cái cầu an, cầu siêu, cái này nó kẹt ghê lắm. Thế giới này không có cầu cái gì nữa đó. Hộ niệm mà nổi cái gì? Mình lo mình chưa xong mà đi họ lo người ta. Bởi vậy tôi nói là tại sao Đức Phật, thời Đức Phật khi mà 49 năm ổng độ được có 15 người thôi. Rồi bây giờ mình mà ví dụ cái duyên số mình không có đủ thì nên nhớ là tạo công đức. Đừng có nhiệt tình quá, cố gắng làm sao đời này ráng về thì về, không về thì đi luôn mà bàn. Nó quay vô luân hồi một cái á, bởi vì cái thiệt tâm nó không tồn tại lâu được. Mà nó qua rồi thì sao? Rồi sao mình tìm lần lần thứ hai đây? Đó, nên nhớ là 10.000 năm mới có lần. Mà mình bây giờ ở trên cái đất này nó có mấy dòng tộc thôi. Dòng tộc mình phân bổ đâu mình đi đó, chứ không phải là hô dòng tộc Việt Nam là ở Việt Nam không? Nó rất nhiều chánh, chứ không phải đâu. Thành ra còn chuyện về được không là không có biết được đâu, do cái công đức người đó mà người đó quyết định không. Mà trong khi truyền thiền đã nói rằng 100 người truyền thiền chỉ có 3 đến 5 người về được thôi, thì con thấy cái số ghê lắm. Đức Phật nói là 1.000.000 người nghe cái này chỉ có 1 người theo thôi. 1.000 người tu theo cái này chỉ có mấy người chịu chấp nhận đi theo thiền tông thôi. Mà đã vô được cái dòng A rồi đó, muốn đã truyền thiền rồi, chắc chắn rồi, mà con cũng về cũng không được. Nó con suy nghĩ cái này nó khó, cực kỳ khó chứ không phải đâu. Con hỏi tiếp đi. Tại vì con biết một số anh em cũng tu thiền tâm, mà trên mạng Facebook có hỏi con, tại sao khi tu thiền tâm hiểu biết tạo công đức, mà khi chết nó lại trả nghiệp như vậy? Có nhiều người bị sốc và người ta không tin nhân quả, và không tin có Phật giới, không tin nhân công đức luôn. Cái đất này là cái đất nhân quả á, khó thoát ra lắm. Bây giờ ở đây, thứ nhất là mình đã tu chứng đắc được rồi, mình tu cũng quen rồi, thì khó mà thoát ra được lắm. Giống như trong cái nhà của mình mà chứa đầy rồi, giờ đưa cái thiền tông vô đưa không nổi đâu. Thì bây giờ, bởi vậy Đức Phật có nói là khi truyền thiền mà 100 người có mấy người đi thôi, thì thôi bây giờ mình cố gắng chứ sao giờ. Thì bữa nay người ta nói ra để rồi mình lượng theo đây, rồi mình tu tập cho nó đúng. Bây giờ thời gian còn dài thì cố gắng chỉnh lại. Trước kia ai có sai giờ chỉnh lại cho đúng, chứ đừng có ham mê ở cái thế giới này. Tôi thấy nhiều người tu thiền tông rồi làm này là cái đã, mình đã buông rồi mà còn không chịu buông mà dính vô, rồi trước khi chết rồi biểu người ta tụng giảng sanh hay là tự cho về Phật giới. Ai có khả năng này? Nó bây giờ thành ra bây giờ Đức Phật nói là phải chuẩn lại cho đúng. Thiền tông nói là vậy đó, tất cả những cái chuyện gì ở trong thế giới này cứ làm ăn bình thường, nhưng mà cố gắng tạo công đức để về. Nhưng mà về Phật giới phải hiểu cái công thức của nó, chứ đừng nghe ai nói cái gì cũng nghe trên thế giới này. Bởi vì trong phải tu này phải căn cứ vào Quyển Kinh Kim Cang đó, thấy cái gì có hình tướng đừng có xa, đừng có thao. Bởi vì trong cái mà dặn dò trở về Phật giới đó, người ta chỉ rất rõ. Nếu ấy không có, xin ban quản trị lại cái bản này đó, để được từng bước để đi về cho nó đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, tại vì con biết cái người này hồi trước cũng rất là tinh tấn, thì từ khi sau cái đám tang của anh Đạo Văn Tổng thì dường như cái người đi bị sốc và không còn tin tưởng nữa. Nói tại sao khi đã có công đức không chuyển được nghiệp để trả cái nghiệp như vậy thì người ta không tin công đức? Làm sao con biết con có công đức? Làm sao biết được cái công đức của mình, làm sao biết?
mà nói là tôi tưởng đâu ông đó là cho người ta mượn 1.000 quyển sách cho tôi có công đức, không phải đâu. Chứ lỗi có nhiều khi vô ác đức trong đó. Vừa rồi ở Cà Mau lên, tại sao có nhiều người mà sách mà đem quăng vô thùng rác, là tại cho người ta cho không biết cách. Bởi vì tôi nói là sách này đem cho mượn, thích mới cho, không thích đòi lại đặt cho người khác. Thì tất cả người nào mà thích cái đó mới có công đức, nghĩa là chắc chắn 50%, chứ chưa chắc đủ 100%. Nó nên nhớ vậy. Chứ làm sao ai biết tôi có công đức hay là không có công đức. Mình đừng có tưởng tượng rồi tôi bố thí nhiều, tôi ít kinh sách nhiều, tôi có công đức. Coi chừng cái tội tham của mình, cái tham của mình nó dướng vào cái công đức bị bôi rồi thôi. Cả gì giống như có cái một lượng vàng để nguyên người ta biết, nhúng một lon nước sơn vô, biết cái cục đó cục gì, nó không phát ra được công năng thì làm sao mà biết. Mà nếu mà một cái công đức mà nó vướng vào vậy, một vị Phật không giờ không nước gì vậy. Bởi vì ta biết mình mà. Trước khi truyền thiền, ông Phật lại chứng kiến coi cái người này tạo công đức thật đúng không, hay là mênh mông, hay là công đức giả. Thì nếu mà thấy mà giả rồi thì ông đi, muốn ở đây muốn truyền gì truyền, nói gì nói, không thành vấn đề. Ông từ chối một cái là nói xin lỗi, cái đời này ông không trả lời nữa đâu. Bởi vì có nhiều người nói tại sao muốn truyền thiền lần thứ hai. Đừng có mong, cứ cố gắng đi. Tự nhiên mình cái công đức mình nó sáng đó. Một vị Phật mà sáng rồi, vị Phật đi tìm mình luôn, chứ không cần. Mà bây giờ nếu mà nói mà không cần truyền thiền thì nó không đúng lại với cái vị ký. Khi mà công đức sáng rồi đàng hoàng, tự nhiên nó dẫn mình tới liền. Tới chứ không phải truyền rồi, đặng chi ông Phật ông có nhìn mặt mình, rồi sau đó theo dõi suốt đời. Khi nào mình nhắm mắt xuôi tay rồi mới dở về. Nhưng mà quan trọng nhất á, đừng có tin tầm bậy ở trên thế đất này. Có nhiều người tu thiền tông rồi còn rước mấy cái ông thầy lễ tụng, lâu rồi nó mới chết khỏi đó. Ông thầy vừa lại ông Phật đi liền đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cái đó con đã hiểu rồi. Thế xin hỏi câu hỏi thứ hai là, xin thầy cho biết, tại vì khi cái người này là đã tu bên cái pháp Quán Âm 25 năm rồi, hơn 25 năm nữa, khi gặp cái thiền tông này khoảng 2 năm nay thì rất là thích. Nhưng mà khi gặp con để xin đề nghị xin cấp cái yếu chỉ á, bí mật á, thì khi con nói bây giờ nếu anh đã làm hoàn thành hết thì tôi hỏi con hỏi anh coi có trả lời được không. Thì lý do gì mà con hỏi thì cái người đó tự nhiên cái đầu nó bừng mà không trả lời được. Cái đó là tại sao? Ở trên thế giới này nè, trên thế giới này tu bất cứ cái gì cũng do một thần điều khiển hết. Quan Âm hay là A-di-đà cũng đều do một vị thần quản lý tánh Phật á, của mình dẫn đi hết. Đã là tu rồi thì bây giờ người ta chuẩn là cho biết nè, muốn thoát ra cái này thì đừng sợ bất cứ cái gì, tự mình đi. Bây giờ bỏ cái trước, bỏ đi, bây giờ tạo công đức bây giờ. Thì công đức bây giờ nó có cái lợi nào, nó có cái lực sửa sáng đó, thì nó xóa Quan Âm cũng là được âm chứ không phải là dương đâu. A Di Đà tốt cũng nó thuộc về âm nhưng mà nó hưởng phước dương. Ví dụ nhà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, kêu ông thần ông thiện ra cho mình thấy liền, mình tưởng đâu thấy thiện. Chứ ông A Di Đà là ông đâu trèo vô đây cho mình thấy, ông đâu có ăn có no không mà làm cái chuyện này. Có nghĩa là mình muốn cái gì ông thần quản lý tánh Phật của mình, chiều mình. Bởi vì nó quan trọng ở chỗ này. Thành ra thiền tông nó ra đời là nó để thích chuẩn lại. Khi giải đáp này gọi là chuẩn lại tất cả những gì. Không hiểu cái gì thì hỏi người ta nói cho. Chứ còn đừng có chấp nó tôi tu lâu rồi, tôi tu đã mấy chục năm rồi này kia nọ, hoặc là bây giờ chức này chức kia, đừng có mà đem cái đó vô trong này. Mình chỉ biết rằng cái công đức mình tạo ra có trong sáng hay là không, có trong sáng mà quyết tỉnh về được không. Bởi vậy tại sao mấy cái người mà tu thiền tông đó, người ta ít nói lắm, còn đi đâu cũng nói thì coi chừng ông thần quản lý tánh mình không dẫn mình đi. Bởi vì tại sao người ta nói là thần khẩu sải hại sắc phạm, mình muốn nói cái gì thì tự ông suối mình nói đó. Nhưng mà mình nên nhớ rằng mình có dùng cái tánh Phật của mình đó, trong sáng mình kiểm soát cái này được thì mới mặt mai tu thiền tông nổi.
Bây giờ bởi vì tại sao bây giờ bữa nay có cái buổi này là phải nói lại, chuẩn lại cho những người tu trước đây biết rằng tu tao không phải đơn giản đâu. Có nhiều người thấy có chút cái đem la chút kia chết, thà là mình la bằng sách vở đi, cho tao mượn được ở đây đó, mình tạo bằng cách đầu tiên tôi đã nói rồi, tạo bằng cái trong sáng, đừng có mánh mung. Nếu mà mánh mung là nó nhân quả, bắt buộc phải theo nhân quả, chứ không phải thật, không cách nào. Cái ông thần quản lý tánh Phật của mình này, ông gọi là thực thi nhân quả của mình. Trong cái vỏ bọc tánh người của mình á, có cái gì thì ông thi hành đúng cái đó, chứ không có xuyên bớt. Đừng có đâu ông quản lý mình xin mình cúng ông không ra. Cái thần quản lý này không có xài cái này đâu. Thế giới vật lý này mà còn lo lót được chứ cái thế giới là thần không có lo lót đâu. Mình sai. Sở dĩ bây giờ nhà ta cúng nhiều á là gì? Ta cúng của hồn giả. Ông giả rồi mình không biết mình cúng, chứ sự thật là cúng của hồn thôi, chứ thần không ăn đâu. Ta gọi là thực thi nhân quả mà, làm sao người ta ăn cái mình được. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại con thấy cái anh này nó cũng rất là tinh tấn, khi gặp Thiền Tông ổng rất thích mà ổng cũng có in ấn sách nữa. Nhưng mà khi con hỏi vậy, ổng nói bình thường thì ổng rất là thông, nhưng mà hỏi vậy thì ổng bừng vậy là cái lý do là có phải là cái vị thần pháp môn cũ không cho ổng tu Thiền Tông không thầy? Thì có phải thì cái đó là thần đã tu Quan Âm là kéo một thần vô, kéo cái lực cũng vô mà. Thì bây giờ đương nhiên là nó phản ứng vậy thôi, nóng lòng phản ứng không biểu đi. Bây giờ tại sao cái chùa này 8 ông thầy vô đây mà không ông nào ở được, 3-4 bữa đuổi ra, ngủ không dám ngủ luôn á. Là sao? Là gì? Tại ông thầy ông vô đây ông ưa cúng ưa tụng, mà thứ nhất là mấy ông thầy bói vô, ông thầy ngãi mà vô đây ở được, đi tôi chịu thua nữa không được. Tại vì đây là cái chùa nó có lực dương, do một vị thần kim cang quản lý, mình vô đây ở không được đâu. Bây giờ tất cả những người nè, tôi nói thật, tất cả như mà chơi bùa chơi ngải vô cái chánh điện là không nổi. Bởi vì cái này cái chánh điện này là do thần Kim Cang dựng hộ trì. Vậy trong này tôi đã nói rồi, thần Kim Cang hộ trì cái chánh điện này, chứ không phải đơn giản đâu. Mà bây giờ tử nay là chúng quát Thiền Tông tôi mới nói ra, chứ ngày xưa tôi không có nói đâu. Thì bây giờ tôi nói cho rõ ràng ra là tu muốn giải thoát phải cho đúng, đừng có gì danh gì lợi gì địa vị, mà tu Thiền Tông thôi, danh thì thôi đi theo cái danh đi, cái lợi đi theo cái lợi đi. Ông Phật không rước những cái người nào mà gọi là tham lam, ông Phật không rước đâu. Ông nhìn thấy ông biết mà. Thành ra tất cả những khi mà truyền tiền mấy chục người, chứ sự thật đó là cũng chưa chắc thấy được người nào. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện cộng đồng tôi không nói. Bây giờ tôi chỉ nói lại là muốn giải thoát thì phải đi về một cách trong sáng. Thứ hai, công đức phải cho đàng hoàng rồi trở về Phật giới cho biết, chứ đừng ơi. Có nhiều người là đây cứ cãi lộn, nói tu chứng này tu chứng kia chứng nọ, thì có hỏi tôi có được không? Được, chứng đúng hết. Thì tôi chỉ chắc khéo ra là phải coi lợi kinh Kim Cang, có vậy thôi, chứ giờ nói gì sao vậy. Còn vấn đề giữa anh em tu Thiền Tông với nhau, đừng cãi lộn, hiểu bổ túc nhau là đúng. Chứ đừng có nói là ông này tu trước, ông công đức nhiều, coi chừng đi tiếp, đi dần. Đi một vòng nó nhớ là một vòng một cái, cả một dạng ông Phật ra đời chưa chắc trả lời. Ông Thích Ca vô đây mấy ông Phật ra đời biết không? 7 tỷ 800 triệu năm. Mà Thiền Tông công bố ra là 10.000 năm mới có một lần. Thì ông Thích Ca ở trong này phải là 7.000, gần 8.000 ông Phật ra đời. Đó, ông vậy đó, mà gọi là ông về Phật giới nhanh nhất đó. Còn mình ở đây tôi không biết chừng nào. Đó, mình có nhiều khi gấp 10 lần Thích Ca không chừng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn thầy.